diễn viên Đức Thịnh, tôi bị đồn yêu Cao Minh đạt suốt 3 năm trời. Vừa qua, tại chương trình Tấm Đầu Ý Hợp, vợ chồng ca sĩ Thu Thủy Kín Nguyễn đã chia sẻ đôi điều về đời sống vợ chồng mình qua một số câu hỏi ngẫu nhiên được đặt ra. Tình yêu của hai bạn trước và sau hôn nhân có gì thay đổi không? Trước khi kết hôn, chúng tôi đã sống chung với nhau rồi nên khi bước vào hôn nhân, cũng không có gì bỡ ngỡ. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn vậy, chỉ có một chút chua cay thôi, chưa có bất đồng lớn nào thực ra ngay từ đầu chúng tôi đã sóng gió rồi nên giờ có sóng gió thêm cũng quen không thấy gì khác lạ bạn có thích đi shopping không tôi từng bị nghiện shopping cả ngày chẳng làm gì chỉ ngồi xem rồi thích mua cái này cái kia bây giờ tôi vẫn vậy nhưng vì kinh tế gia đình nên chỉ lướt nhìn thôi chứ không mua lúc đi shopping tôi hay thử đồ rồi ra hỏi chồng xem có đẹp không chồng tôi thường chê già rồi góp ý cho tôi đổi đồ khác sau khi đổi anh ấy mới khen tôi trẻ trung xinh đẹp đó là hành động tôi thích nhất ở anh ấy lúc đi siêu thị thứ chồng bạn luôn muốn mua thêm là gì chồng tôi đi siêu thị lúc nào cũng mua đầy đủ mọi thứ cần thiết nhưng luôn mua thêm bánh cho con nói chung chồng tôi luôn nhớ mua đồ cho con bình thường anh ấy ít cho con ăn bánh kẹo lắm nhưng cứ hễ đi siêu thị là lại vớ thêm hộp bánh và trái cây cho tôi trong cuộc sống hôn nhân ai là người chọc phái nhiều hơn đương nhiên là chồng tôi tính tôi hay cười cười vậy chứ ở nhà nghiêm túc khó tính lắm chồng tôi thấy thế nên cứ hay chọc ghẹo tôi để tạo tiếng cười được cái chồng tôi sợ tôi lắm nên không dám nhây thấy tôi tỏ thái độ là phải dừng ngay cách đùa dỡ nào của chồng khiến bạn hay cười nhất chồng tôi hay chọc tôi cười lắm nhưng cách hay làm nhất là khoe cơ bắp rồi nhấc nhấc chân mày vợ bạn có hay nhờ bạn đi siêu thị không có và mỗi lần đi tôi đều mua thêm nước ngọt cho vợ cũng như đồ ăn cho con trai cách đùa dỡ nào của bạn khiến chồng hay cười nhất ở nhà tôi hay làm trò cười cho vợ lắm, nhưng nhiều nhất là mỗi lúc đi tập về hay đứng trước gương gồng cơ bắp, rồi tự khen mình trước vợ. Vợ chồng bạn có hay cãi nhau không? Vợ chồng tôi rất ít khi cãi nhau và bất đồng quan điểm. Bạn có hay đi mua sắm cùng vợ? Hầu như mỗi lần vợ tôi đi mua sắm tôi đều xách đồ cho vợ. Chúng tôi mua nhiều nhất là đồ cho con. Khi mua sắm, vợ bạn để ý tới mẫu mã hay giá cả nhiều hơn? Vợ tôi luôn nhìn mẫu mã trước, nếu nhìn bắt mắt là là không quan tâm tới giá cả nữa. Món đồ nào bạn mua cho vợ khiến cô ấy thích nhất? Tôi từng mua cho vợ một đôi guốc cao cổ và cô ấy tỏ ra thích nhất. Tổng số tiền vợ bạn dùng để mua quần áo nhiều tới mức có thể mua được món gì? Vợ tôi rất tiết kiệm cho khoản mua quần áo, nên tổng số tiền mua quần áo của vợ tôi chắc mua được một cái xe máy. Ngoài bạn ra, vợ bạn nhắn tin cho ai nhiều nhất? Ngoài tôi ra, vợ tôi hay nhắn tin với một người bạn ở Canada. Người bạn này giống như tri kỷ của vợ tôi vậy. Đức Thịnh, tôi bị đồn yêu cao minh đạt suốt 3 năm trời ở cuối chương trình vợ chồng thu thủy được hỏi thêm về tin đồn ảnh hưởng đến gia đình mình thu thủy nghe xong liền nói tôi thì luôn phải đối diện với những tin đồn như mê trai nên lấy chồng trẻ chồng tôi hơi bóng bẩy nên cứ bị nói là gay không thẳng dính tin đồn giới tính các kiểu nhưng những tin đồn này chẳng bao giờ ảnh hưởng đến nhà tôi hết chồng tôi không quan tâm đến những việc bên ngoài anh ấy chỉ để ý tới việc sống chung với tôi và xây dựng hạnh phúc gia đình thôi mọi tin đồn xảy đến chồng tôi đều đối diện một cách bình thản không quan tâm Tính tôi là phụ nữ nên hay suy nghĩ nhiều chứ chồng tôi lại lạc quan hơn, tôi rất nhiều. Vì chồng quá lạc quan, suy nghĩ tích cực nên tôi chưa bao giờ thấy có cái gì tác động được đến anh ấy. Nếu chồng đã như vậy rồi thì tôi cũng chẳng việc gì phải bị ảnh hưởng. Dù vợ nói vậy, nhưng Kim Nguyễn lại khẳng định anh từng bị ảnh hưởng bởi tin đồn giới tính, tin đồn ảnh hưởng lớn nhất tới gia đình tôi là tin đồn về giới tính của tôi. Diễn viên Đức Thịnh sau khi nghe chuyện của vợ chồng Thu Thủy cũng lần đầu tiết lộ, ngày xưa người ta đồn tôi yêu cao Minh Đạt tôi và Cao Minh Đạt học trung trường nên chở nhau học nên bị đồn yêu nhau suốt 3 năm trời. Bởi vậy nên tôi nghĩ tin đồn không có vấn đề gì hết. Tiết lộ này của Đức Thịnh khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Lâm Vĩ Dạ còn phải thốt lên, tôi thắc mắc sao Cao Minh Đạt, vừa to cao vừa đẹp trai mà lại đồn yêu người xấu như anh Đức Thịnh được. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.